xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Du Du. Bây giờ là 12 giờ trưa. Hôm nay đói bụng quá cho nên là đi vòng tìm cái gì đó ăn, thì Tisu mới phát hiện ra ở trên đường Trần Hưng Đạo nè, có một cái quán mì Quảng Đà Nẵng này ở số 251 Trần Hưng Đạo, bán từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Nên là Tisu cũng thích đi Đà Nẵng, cũng thích thích ăn mì đó, cho nên là thấy ở đây có, cho nên là mình đi vào. Như vậy giờ đi đúng vào giờ trưa á, mọi người chắc là ăn sáng là nhiều, nên là thôi không sao, mình đi vào mình quay cái địa chỉ ha, với lại mình thưởng thức coi thử là quán ăn ở đây như thế nào, chia sẻ cùng với cả nhà mình ha. Thấy ở đây đề con cũng đẹp nè, nên là quay chia sẻ cùng với nhà mình. Nước ngọt nữa nè cả nhà. Ở đây cả nhà mình vô đây có cô chủ nè sắc mì. Ủa, mì là phải sắc gì hả chị? Tại vì mình phải lấy như vậy, tại vì mình để mà mì nó sắc sẵn nó sẽ bị khô mì. À, vậy đó hả? Vậy là cái bánh này mình đặt người ta để nguyên lá như vậy ha. Xong rồi mỗi lần mà khách ăn thì mình sẽ dùng sắc vậy, sắc bị cứng. Ủa nhưng mà mình gấp Quảng nào hả hay là Đà Nẵng? Ở gì nó giọng Đà Nẵng cho mình nghe đi. Hay là mua cái chi? À, mua cái chi, mua cái chi là đúng rồi, nghe giống giọng Trường Giang rồi đó. Ủa phải không? Ý là mua gì cũng được hết á, nhưng mà có người đúng thì được. Này là trộn mì kìa cả nhà mình. Mì phải nóng, chắc chắn là mì phải nóng thì ăn nó mới sẽ ngon. Tại vì thường mì Đà Nẵng thì ít ít có nước đúng không? Đúng rồi, nên mì thật sự mì cũng không là nóng. Nóng. Đúng rồi. Đây là cho hành vô ha. Hành này là hành gì đây? Hành này hành gì? Hành lá hả? Hành bình thường ha. Bình thường. Ờ. Đây hành đây cả nhà mình. Rung rinh. À. Như vậy nè, khi mà mình nấu một bản á là mình sẽ có một cái nồi nước lèo chuẩn bị sẵn. Nhưng mà để đảm bảo được nước á nó phải nóng á thì mình sẽ lấy nước lèo từ trong nồi lớn mình bỏ qua nồi nhỏ. Mình sẽ nấu lại. Đó là mình đảm bảo là nước lèo nó sẽ rất là nóng. Thứ hai đó là gà, khi mà khách ăn á là mình sẽ không gấp trực tiếp như vậy, nó sẽ bị nguội gà. Mình sẽ gấp trong một cái nồi khác đó, cùng với những cái gia vị của mình có sẵn. Mình sẽ tao lại cho nó nóng gà. Khi cái con mì mà bỏ lên những cái topping cùng với nước thì nó sẽ rất là nóng. Vậy đó, gia vị nè. Cả nhà mình có gì đây? Hành lá hả? Hành phi hả? Cái này là nén được phi lên cùng với lại một cái số gia vị của nhà mình. À, đó, nén đây. Là cái gì? Củ nén á. Củ nén hả? Đúng rồi. Nếu mà người dân Đà Nẵng hoặc Quảng Nam khi nhắc đến củ nén là chắc chắn người ta sẽ biết. Vậy đó ha. Mà nhưng mà không phải là để nén sống, mà mình phải đảm bảo rằng được phi lên thì nó mới thơm. Đó là cái đặc biệt mà khi mà vậy thì mình sẽ bỏ cái này vào để mình xào lại. Cái tô mì Quảng của mình nó có phần hơi lâu hơn một chút xíu, nhưng mà đảm bảo rằng là nó sẽ rất là nóng và nó rất là thơm. Rồi còn cái đó là gì? Đây là cái nước này là cái nước, có thể mình nói là cái nước sốt gà. Nước sốt gà. Đúng rồi. Bây giờ mình bắt cái mình tao. Đây là bát nước súp. Đúng rồi, nước súp nè. Để cho mình ra. Thường mình hâm lại như vậy tốn thời gian khoảng bao lâu? Không lâu đâu. Khi là khách vào thì mình sẽ vừa có thời gian mình bắt lên, mình lấy rau ra, mình quay vô lại rồi tất cả mọi thứ đã nóng hết rồi, mình bỏ qua mình đem ra không? Cô chủ dễ thương ha. Tới ăn mà nhìn thấy cô chủ là thấy no bụng rồi đó. Ở có xào thịt bò nữa nè. Đúng là bị bạn thập cẩm. Đúng không? Em sẽ lái thịt bò. Một tô thập cẩm như vậy là một bao nhiêu tiền? Một tô thập cẩm là 40.000. Cái gồm có thịt bò, thịt gà và nửa cái trứng. Còn nếu như mình ăn bình thường thì cái tô với giá là 35.000. Không bò thì là bò không, và gà thì là gà không. Ok. Đó là phải tay để nhanh. Bảo thì là cái tô mình rất là thơm. Trời, đứng gần cái bên đang đói bụng á, thèm xỉu luôn á. Xong rồi đó. Bây giờ nước lèo nó đập lên rồi nè. Cái này là hầm từ xương hả chị? Đúng rồi.
nó gồm có những chung là gồm từ xương à, trong đó nó xương. Có một phần là xương gà à, xương gà bí kíp, bí kíp không thể nào công khai rộng rãi. Ừ, cái này là nước lèo vô xong rồi cho topping vô. Cái tô thập cẩm này á. Ừ, đó. 40.000. Nói chung là cái tô mì rất là nóng và hấp dẫn ha. Nó rất là xứng đáng với giá 40.000 như thế nào. Nếu mà thèm mì quậy là ăn một tô 40.000 này là rẻ đúng không? Mình thấy rẻ, rẻ. Nhà mình nửa cái trứng nè, bạn cắt nửa cái trứng bỏ vô nè. Đó, rồi, vậy là xong hả? Không, còn nữa. Ủa, còn cùng. Nữa hả? Bây giờ là cái phần này, nói chung là cũng tạm ổn rồi đó. À. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm phần là đậu phộng nè. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Đây, đậu phộng đây. Đó, mình đắp đây đúng không? Đậu này rang, nhà mình rang hả? Tự rang nha, không có mua đậu phộng đang sẵn rồi. Thêm hành nữa hả? Thêm hành rất đẹp. Ăn nhiều hành dữ vậy? Ở trên thôi, ở dưới á. Tôi nghĩ là cái phần đầu tiên mình bỏ hành để mình bỏ nước lèo lên á, cho cái hành nó thơm. Và cái hành này là hành trang trí. Ừ, rồi cảm ơn. Vậy là xong chưa? Rồi cảm ơn. Mình đi ra mình ăn đi. Cùng với lại Rau đâu? Rau của mình là rồi như vậy. Đâu ạ? Rau của mình là rau có bao gồm rau gì? Đúng rồi. Nó có sẽ có cải này, người ta hay dùng gọi là cải đắng, cải con. Cải đắng. Cải đắng nhưng mà cải con. Ừ. Và một ít lá rau húng. Rau húng. Đây. Cùng với lại rau bắp chuối và bánh tráng. Đặc biệt là bánh tráng ngoài Đà Nẵng luôn nha. Bánh tráng Đà Nẵng luôn ha. Không phải là bánh tráng ở Tân Phú Lâm. Bánh tráng Đà Nẵng nó có hương vị lạc lạc đúng không? Không phải. Bánh tráng Đà Nẵng là nó sẽ có mè như vậy. Và cái hương vị của nó là ngọt ngọt mặn mặn. Chứ không có lạc như vậy. Rồi, okay. Xong. Bây giờ mình ra mình ăn đây. Ai cô chủ cắt chanh nữa nè. Ờ mình đi giờ này đỡ, cả nhà mình không có ai hết, mình quay review khỏe. Đi mà sáng sớm chắc không có cơ hội luôn. Rồi cảm ơn ạ. Giờ mình đi ra ngoài mình ăn nè. Đây cả nhà mình, tô ra đến nơi rồi. Đây. Cái này là tô này ha. Cái tô này với giá là 40.000 như bạn gồm của như vậy là các bạn thấy rồi nè. Nhưng mà cái hương vị mình nấu là nó sẽ vừa miệng với những người ăn là không lạ và không mặn. Đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào thích đậm một chút, nó sẽ có phần nước mắm tỏi ớt đó là đặc biệt. Tỏi ớt. Nếu mà nước mắm không á thì nó rất là bình thường. Nhưng mà nó là nước tỏi ớt, tỏi là tỏi con rang nha. Tỏi con rang. Ớt xiêm. Ớt xiêm. Ớt xiêm xanh. À. Thì mình bỏ vào đây nó sẽ có một cái độ thơm nhất định. Mà vừa phải thôi, nếu với những bạn nào mà ăn đậm hơn một chút xíu. Ok. Ok. Đây cả nhà, một cái tô tisu đi gần. Thịt bò, thịt gà, hành với lại đậu phộng. Ngon chưa? Đây, mắm tỏi nha cả nhà, mắm tỏi ớt xin. Ớt xin thì nó mới có vị được nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô chủ nhiều nha. Bây giờ mình thưởng thức đây. Ăn đi, chứ phải nóng. Rồi, ok. Rồi. Đây cả nhà, tisu sẽ trộn lên ha. Cái này chắc cũng phải trộn tại cái mì nè, cọng mì nè. Hấp dẫn quá à. Mình sẽ thưởng thức thử cái hương vị nước xem sao nha. Nước ở đây vừa vừa, không có bị quá ngọt hoặc không bị quá lạc, nói chung là vị vừa ở cả nhà mình. Nè. Giờ thưởng thức thử miếng thịt bò. Thịt bò. Thịt bò ở đây xào lên thì cũng có một chút ít gia vị nhưng mà nó không có bị mặn. Nó vừa hơi lạc lạc thôi. Đây là thịt gà nè. Ừ, miếng thịt gà. Một tô như vậy cả nhà mình thấy là rất là nhiều ha. Mình tí xu ăn cái này bát sáng no tới chiều luôn, ăn không hết nổi. Tại vì nhiều mì 40.000 thì tí xu đánh giá là cũng rẻ. Rẻ so với lượng thịt với lại nhiều cái topping ở đây. Thì dù sẽ thưởng thức thử cái cọng mì ở đây nè. Ngon cả nhà. Với lại cái rau này nữa nè. Rau mình bỏ vô hơi to. Nói chung là ngon. Giờ sẽ thử cái thịt gà nha. Gà. Thịt
gà ở đây á. Nãy bạn đó nó có cái gì đó nó củ không? Củ gì ha? Tâm kỳ. Hả? Tâm kỳ, mình là lấy gà tâm kỳ. Không, củ gì mà nó dậy được cái vị hương nè? Nghệ. Nghệ hả? À. Mình phòng đó sẽ có nghệ. Nghệ hả? Mình phần riêng với mình nữa. Ừ. Không chính là nghệ. Nó làm miếng thịt gà rất là ngon, thấm đều. Da gà rất là giòn. Thịt gà cũng mềm nữa. Ngon quá. Hồi nãy giờ ăn quên cái này. Giờ mới bỏ cái này vô. Đói bụng quá ăn quên. Xong rồi để tì xù nặng miếng chanh vô. Nặng ít thôi. Xong mình trộn này lên. Nãy giờ mình ăn là chưa có thử cái hương vị nước chấm này nha. Bây giờ tì xù lấy một miếng. Trời ơi đừng cay nha, cay là sặc á. Đây. Cho thử miếng thôi lên đây thôi. Ăn để kể hương vị cho cả nhà mình nghe. Có cái này cay cay thơm thơm mà không có bị cay quá. Ngon lắm đó cả nhà mình. Khách đi vô mua về. Mình tưởng giờ này chỉ có mình đi ăn. Tại giờ này quá giờ trưa rồi. Cũng có người ăn trễ giống mình. Ai hấp dẫn ha. Nhà mình thấy dạ. Đây là cục thịt gà. Gà tam kỳ đó cả nhà mình. Gà này thì ăn dai. Da của nó rất là giòn. Và thịt thì nó không có mềm. Mềm giống như gà công nghiệp đâu. Nó vẫn có cái độ cứng chắc của cái miếng thịt gà. Thì xô đi gần cái miếng thịt gà cho cả nhà mình xem. Hấp dẫn không? Còn đây là nửa cái trứng gà nãy giờ đang núp ở dưới cọng rau. Ngon. Tì xù thích ăn mì Quảng Nam lắm. Cũng thích ăn mì Quảng Phan Thiết nữa. Nói chung là mỗi một cái hương vị. Cho nên ở chỗ nào Phan Thiết mà có mì Quảng Nam là tì xù thường hay đi ăn. Món gần như là món ruột luôn á. Cả nhà mình tì xù nãy giờ vẫn ngồi ăn thiệt mà cái tô mì này nè. Nó khá là ngon và cũng không có bị mặn, không bị ngọt. Nhưng mà nếu như mà mình người nào mà ăn mà bị phải vừa hơi mặn mòi á là mình phải thêm cái này vô. Nhưng mà cái vị của cái này nó ngon, ăn nó hơi cay cay, the the, hơi nồng nồng. Không có bị cay xè. Ngon hấp dẫn quá trời luôn. Để ăn nhai cả xương. Kêu rút rút rút. Đây cả nhà mình, đây là trứng nè. Thử trứng nè. Trứng này giống như trứng kho. Trong trứng nó có cái vị đó. Trong là cái xô đi ăn cũng nhiều cái tiệm mì ở Phan Thiết mình nấu về cái món mì Quảng này thì tiệm này thì cái xô cái ăn vừa vậy, không bị ngọt. Ăn xong mình chép chép cái miệng á, mình sợ, nói chung là cái xô rất là sợ cái chỗ mà họ nấu nhiều mà bằng bột ngọt, ăn vô là cái xô sẽ bị say. Nhưng mà ăn nãy giờ ngồi ngắm thì thấy vẫn ok tốt, thì có nghĩa là theo đánh giá của Tiso thì đây là một cái chỗ mình có thể ghé lại mình ăn. Đây bán từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm thì mình ăn. Giờ nào ghé qua cũng được, ở số đường Trần Hưng Đạo số 251. Cả nhà mình ha. Rồi bây giờ thì Tiso xin tạm dừng video clip ở đây. Ở sau lưng Tiso có khách cũng tới ăn. Đó, khách cũng đang ăn, có nghĩa là ở đây là ngồi đi xô còn mới tất được khách. Tại bây giờ trưa ăn giờ rất là đặc biệt, quá giờ trưa cho nên là ít khách. Sau hơn một hồi 15 phút thì dù ráng ăn hết còn lại một ít mì. Cái nước chấm này khá là lạ, nó dậy lên được cái hương vị của cái tô mì này. Đó, rau thì còn một chút xíu. Thì cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem chương trình ha. Rồi đây là một cái tô chỗ mà cả nhà mình có thể ghé lại thưởng thức ha.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau.